Xin chào quý anh chị khách hàng. Lựa chọn về bàn ghế ăn sử dụng trong không gian phòng bếp cũng là một trong những sự lựa chọn rất là quan trọng khi mà mọi người thi công và thiết kế xong cái ngôi nhà thân yêu của mình. Bộ bàn ghế ăn thì nó vừa giúp cho mọi người có được một không gian bếp nó đẹp hơn, nó sang trọng hơn. Hơn nữa thì nó còn là cái vật dụng mà mọi người sử dụng hàng ngày một cách rất thường xuyên. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối mọi người đều quây quần ở cái vị trí bàn ăn này. Vì vậy nên là lựa chọn một cái mẫu bàn ăn chất lượng, thoải mái và đặc biệt là phù hợp với không gian, phù hợp với nhu cầu sử dụng thì cũng rất là quan trọng. Ngày hôm nay thì em sẽ xin phép giới thiệu với mọi người một cái mẫu bàn ghế ăn rất là cao cấp, sử dụng những cái vật liệu mà nhập khẩu. Nó sẽ giúp cho mọi người có được một cái bộ bàn ăn tinh tế, sang trọng, cao cấp và đặc biệt là rất là bền theo cái thời gian sử dụng. Hơn nữa thì cái thiết kế của nó sẽ giúp cho mọi người có một cái chiếc ghế ăn vững chãi và ngồi rất thoải mái trong cái thời gian lâu. Thì đây là một trong những cái bộ bàn ghế ăn tiêu biểu. Và như thường lệ thì ở cuối video em cũng sẽ xin phép được báo cho mọi người một cái mức giá, ngân sách đầu tư để mọi người có thể dự trù trang bị những cái mẫu bàn ăn chất lượng như thế này vào không gian phòng bếp của gia đình. Mẫu ghế ăn trước đi. Đây là một cái mẫu bàn ăn được trang bị cái mã ghế K+3. Một trong những cái mã ghế mà thời gian gần đây không chỉ em Kiên đâu mà thị trường rất hot mẫu ghế này. Đó. Em nghĩ là mẫu ghế này nó hội tụ gần như là rất là nhiều những cái đặc điểm tinh túy hoàn hảo dành cho một cái chiếc ghế ăn. Nhưng mà không phải là cái chiếc ghế nào cũng chỉ toàn ưu điểm đâu mọi người, nó cũng sẽ có nhược điểm nữa đấy. Đầu tiên thì cái chiếc ghế này nó rất là to lớn mọi người nhé. Vì vậy nên là nhược điểm đầu tiên nó sẽ là nó chiếm khá là nhiều không gian đấy. Tiếp theo thì cái ghế này với cái việc to lớn của nó thì nó sẽ cho mọi người một cái dáng ngồi gần như là ôm trọn vào lòng ghế luôn. Khi mà ngồi như thế này thì lưng được đỡ toàn bộ, rất là công thái học. Tiếp theo thì cái phần bệ đỡ ở bên dưới bởi vì nó to lớn nên là nó sẽ giúp cho mọi người có được một cái dáng ngồi cực kỳ thoải mái và ngả ngốn rất là dễ. Đó chính là lý do tại sao mà ngay từ đầu video em đã nói với mọi người rằng là cái phần ghế ăn này mọi người ngồi rất là lâu nhưng mà hoàn toàn không sợ bị mệt mỏi, không sợ cảm giác không thoải mái. Đó. Tiếp theo thì cái mẫu ghế ăn này ấy, nó sẽ có một cái phần lưng như mọi người có thể thấy là nó rất ít điểm trống, chỉ có phần trống khá là nhỏ phía bên dưới này, một khoang trống để giúp cho mọi người luồn tay vào cầm cái chiếc ghế và di chuyển. Bởi vì cái chiếc ghế này rất là nặng nên là cái phần khoang trống này gần như không thể không có, bởi vì nếu như không có cái phần đấy thì mọi người cầm cái chiếc ghế rất là dễ bị tuột tay hoặc là rất là khó để cố định nó ở trong cái lòng bàn tay khi mà di chuyển. Vì vậy nên là cái phần khoang ô dưới này nó vừa giúp cho mọi người có được một cái điểm trống ở phần ô đằng sau, vừa giúp cho mọi người có một cái công năng đó là cầm cái chiếc ghế để di chuyển nhé. Thì cái phần tựa lưng ở phía sau mọi người có thể thấy đa phần của nó sẽ là một cái mặt liền, một mặt phẳng liền, nó giúp cho cái ghế nó rất là liền lạc và đồng bộ. Đó, mọi người có thể nhìn qua tổng thể cái bộ bàn ăn này, đặc điểm chung khi mà mọi người xem và trải nghiệm sẽ thấy là nó rất là liền lạc, đó, rất là đồng bộ, tổng thể rất là chắc chắn và đem cho mọi người một cái cảm giác rất là yên tâm khi sử dụng lâu dài. Rồi, ghế ăn như vậy. Còn bàn ăn nữa. Bàn ăn thì sẽ sử dụng cái mẫu bàn chân U huyền thoại, một trong những cái mẫu bàn mà trong năm 2023 mọi người lựa chọn nhiều nhất. Và năm 2024 này cũng vậy, mọi người vẫn lựa chọn nhiều bởi cái tính hài hòa cũng như là rất là nhiều những cái công năng sử dụng nó thuận tiện với cái mẫu bàn trà này. Mặt bàn lớn cũng được trang bị mọi người nhé. Mặt bàn với 8 ghế ngồi thì mọi người nên trang bị với cái mẫu ghế này thì tối thiểu phải là 2m2 trở lên mọi người nhé, nếu như không muốn nói là lên tới 2m4 thì mọi người mới có cái vị trí 8 ghế ngồi ngồi thoải mái được và trông nó sẽ bề thế. Như em đã nói ngay từ ban đầu đấy, nhược điểm của chiếc ghế này nó chính là cái việc nó chiếm dụng khá là nhiều không gian, vì vậy nên là sẽ cần mọi người có một cái phần không gian bếp nó rộng một chút. Mặt ghế ăn thì em sẽ sử dụng cái option là bọc da bò màu sáng mọi người nhé. Mặt bọc da bò màu sáng và cái màu sáng này nó sẽ đem đến cho cái không gian phòng bếp nó thêm những cái nét tươi mới và nó trẻ trung. Nó cũng giống như là cái việc mọi người bố trí cái phần cánh sáng màu trên cái phần tủ bếp của mọi người vậy. Và khi mà bố trí những cái phần da sáng màu như thế này thì không gian bếp ngoài cái việc nó rất là sang trọng, rất là tinh tế và nó cũng sẽ rất là nổi bật nữa. Da này là da bò nguyên con mọi người nhé, da bò nguyên con. Và đây cũng là một trong những cái chất lượng da bò mà rất là tốt. Và đặc biệt là cái da này thì nó sẽ rất là đanh và nó sẽ rất là khó bị tổn thương. Mọi người sẽ rất là khó để làm tổn thương cái phần bề mặt này đấy, tại vì bề mặt da bò này rất là
rất là đanh và cực kỳ là chắc. Rồi về phần giá bán thì cái mẫu bàn ghế ăn này với phiên bản gỗ tần bì nhập khẩu mà em đang giới thiệu với mọi người trên video đây thì nó sẽ có mức giá với cấu hình 8 ghế là 42 triệu đồng. Đó, với gỗ ốc chó thì một cái bộ 8 ghế như thế này nó sẽ có giá trên 110 triệu đồng. Thì mọi người có thể tham khảo và trang bị ở trong không gian phòng bếp nhà mình để có được những cái không gian bếp chất lượng, sang trọng và đặc biệt là đem đến cho mọi người một cái cảm giác yên tâm khi sử dụng. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.